Nhưng hiện tại cái móc này, cái khoảng không này rất là nhỏ các bạn ạ. Thì mình sẽ làm rất là khó, chính là mình sẽ tháo cái rong của cái móc treo kia lên trước các bạn nhé. Thì mình sẽ cho nó lên trên này trước. Mình sẽ nhét nó xuống đây. Đó, mình sẽ cho nó như thế này. Thì để lát nữa thì mình lên thì cái thao tác mình làm nó sẽ dễ hơn các bạn nhé. Thì đây các bạn, đây nó là cái phần treo đèn ở phía dưới các bạn nhé. Đó, phần treo đèn này thì nó bằng nhựa thôi. Đấy, nhựa cũng như là cái thân bằng thập kim các bạn nhé. Đây là cái móc này, móc này mình sẽ không sửa nữa. À có, mình sẽ sửa cái này không nhé. Đây là toàn bộ cái linh kiện của cái quạt này các bạn ơi. Thì nó giống như cái chiếc quạt khác đâu, thì nó có. Đây nó là phần là cái nhựa AB các bạn nhé. Thì cái này nó là màu vân gỗ. Toàn bộ đây là cái phần tay nối quạt. Nối trụ từ phần móc nhau xuống đến cái phần động cơ các bạn nhé. Đây là cái phần bắt liên kết cái phần động cơ, đây là phần hút các bạn nhé. Đây nó là phần động cơ của hàng nhập. Đây nó là phần nguồn bảo hiểm của nó các bạn nhé. Đây các bạn, đó phần nguồn và phần điều khiển của nó. Sau khi mình tháo hết những cái ốc ở cái phần vành này ra rồi các bạn nha, thì mình đến tiếp theo mình sẽ lắp cái phần đầu cánh của nó ra nha mọi người nhé. Thì đây mọi người, thì đây là chính là cái vành đầu cánh này, thì mình sẽ cho nó vào đây. Rồi sau đó mình sẽ xếp vào các bạn nhé. Thì mình sẽ đi thử nó cho tập hợp những đôi cánh các bạn nhé. Cho đấy phần mình lắp cái cánh nha mọi người nhé. Đó.
đây thì mình vừa mới lắp xong cái phần cánh của nó cho mọi người nhé. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ lắp lên cái phần úp này. Đó, thì bây giờ mình sẽ tháo cái ba cái con vít này ra các bạn nhé. Mình đấu điện xong rồi, đấu điện xong thì mình sẽ lắp cái phần thân đấu treo của nó nhé. Đấu treo phần động cơ. Đây là cái móc treo quạt của nhà khách hàng. Nhưng hiện tại cái móc này cái khoảng không này rất là nhỏ các bạn, thì mình sẽ làm rất là khó. Chính vì mình sẽ tháo cái rong của cái móc treo kia lên trước các bạn nhé. Thì mình sẽ cho nó lên trên này trước. Mình sẽ nhét nó xuống đây. Đó, mình sẽ cho nó như thế này thì để lát nữa thì mình lên thì cái thao tác mình làm nó sẽ dễ hơn các bạn nhé. Còn các bác sơn như này dính rất là sơn, rất là nhiều ra tay mình. Rồi đấy, mình sau khi mình lấy cái rong ra rồi thì cái này nó sẽ như thế này các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái này vào ở cái rong ở trên phần móc các bạn nhé.